kính trắng kính trong không bằng kính thưa quan viên hay họ. Ôi hay họ mà ăn phải cục này thì cũng vỡ mồm rồi. Hôm nay không phải là ngày Tết, ngày giỗ mà là ngày thông lỗ của chúng tôi, tức là ngày đi xúc đôi đất của chúng tôi rồi. Ôi, ăn được mấy cục này chắc vỡ mồm nặng lắm các bạn ạ. Chú gọi anh cái gì đấy? Máy anh đang làm ở đoạn ở trên chỗ công trường ở cái lề đường ấy. À bây giờ chạy máy lên xong là lên trên kia xúc mấy cục đá rồi lấy tiền luôn à? 500 à? Ok 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 lên luôn. Ok các bạn ạ. Bây giờ là máy của mình đang đậu đây rảnh tươi không thì chắc là anh chàng kỹ thuật anh nhận được cái công việc ngoài đâu đó vào xúc 3 cục đá nhận 500. Ok mời các bạn cùng theo dõi nha. Công việc quá nhàn luôn, xúc 3 cục đá mà nhận được 500.000. Quả này ăn tiêu rồi. Nói chung là đi làm công trình các bạn hay là đi làm ở gần gần đâu đó thích nhất là cái gì? Thích nhất là cái việc là được gọi để đi làm mà nhận được tiền luôn ấy, sướng lắm. Thì thường những cái đấy thì hầu như nhận tiền như vậy thì kỹ thuật hoặc là công trình hay là những cái họ đều chia, ví dụ như bảo là xúc 3 được 3 cục đá ấy mà nhận 500k thì chắc chắn là mình là lái máy thì cũng được chia một nửa là 250 hoặc là 2 lít nữa các bạn ạ. À đây đây đây. Nãy họ dặn là có 3 cục đá, đây 3 cục đá. Ôi ôi. Mà nó ba cục to tổ mối thế này mà nhận 500k rẻ quá. Đây các bạn ơi, ba cục này không biết có máy mình có nâng lên nổi không, không biết có hốc được nổi cục này không, hốc cục này kéo còn nghẽn luôn ấy. Ôi ôi, kính thưa kính trắng kính trong không bằng kính thưa quan viên hay họ. Ôi hay họ mà ăn phải cục này thì cũng vỡ mồm rồi. Hôm nay không phải là ngày Tết, ngày giỗ mà là ngày thông lỗ của chúng tôi, tức là ngày đi xúc đôi đất của chúng tôi rồi. Ơi, ăn được mấy cục này chắc vỡ mồm nặng lắm các bạn ạ. Mới có xúc nổ không? Ê, bỏng máy luôn, bỏng máy không ăn, không ăn được thì lăn. Nhận 500k mẹ, nhận đéo rẻ thế. 500k ba cục này. Đây giờ vần lên còn đang khó ấy, không chỉ là phải xúc lên con ô tô kìa. Không biết là hay là nó nhận triệu nó báo mình có 500 để nó lấy tiền nó tiêu, không biết có hốc nổi ba cục này không. Vâng, kính thưa quý vị đồng bào, sau đây tôi sẽ xúc cái cục này lên xe và tôi kiếm 200.000. Bây giờ nếu mà mình không xúc lên đấy các bạn ạ, thì mình không có tiền mà xúc lên thì không biết có xúc nổi không, nặng lắm. Bây giờ nè, cho xe lùi vào gì nữa đấy. Rồi bây giờ xúc về mà xúc ba cục này lên xe thì là gãy xe nó bắt đền thột đó cho nó đi đất đi. Này là đá to này các bạn này, nên là bắt buộc là mình phải là lót cho nó tí đất ở đây, không sợ là xúc lên không may nó vỡ thủng hay nó bị cái gì thì nó vánh cho ấy. Mà xúc còn đá to này nguy hiểm lắm, ba hòn này méo gì mà nhận ba cục này có 500k rẻ dữ vậy. Bây giờ trả con ô tô này cũng phải mất đôi lít rồi, mình ăn cái méo gì hay là gì đấy, có xúc nổi không. Bây giờ không xúc nổi hãy chôn bố nó xuống kia cho nó xong nhỉ, kéo về chôn mẹ xuống, không chôn thì thử xúc được bạn ạ. Chôn thì sợ nó xa, nó thấy kỹ thuật, nó thấy nó chửi là ê nặng lắm. Ê, nặng quá, nặng lắm bạn ạ, biết đưa nổi thùng không, quay thì được này nhưng mà nâng cao nữa nặng quá. Cố gắng nhé, cẩn thận nó lộn vào máy là ăn đủ luôn đấy. Wow, ý không dám nâng cao quá luôn các bạn này. Đây chỉ nâng qua tầm này là vừa này. Đấy chỉ dám nâng tầm này thôi, thả gì à. Ôi giời ơi. À, bỏ còn thật chứ mới chửi cho. Ăn được 500k đúng là người ta bảo là ăn được tiền thiên hạ rất là khó đấy các bạn. Đấy. May mà hồi nãy mình bỏ ít đất vào đây để nó êm này. Mình bỏ được ít đất vào đây để nó êm rồi. Đây ăn cái thằng ăn thằng mà lò to này trước đi các bạn. Khó nhai quá. Đúng là đây lên được rồi. Rồi nhưng mà không biết có nâng lên nổi không. À đúng rồi,
3 phút được 500k là có thật, nhưng mà thật hơi chát đi các bạn. Nặng quá. Quá nặng luôn. Ui ui. Ê rồi. Ê ơi ơi, mình là mình chỉ sợ nó lăn ra ngoài đường hoặc nó lăn xuống dưới, nó lăn ngược trở lại. Y cha. Y cha. Ok các bạn ạ. Như thế là đã ăn được hai cục, một cục này nữa 300k. Lấy tiền trên hạ nó cũng dễ chút xíu nào. Mày này, nhưng mà thôi, tối nay có tiền làm con bạch thủ rồi bạn. Ba con này đánh 03 nhá. Cục này thì nhẹ hơn là hai cục kia, nhưng mà không biết là bỏ vào đâu đây. Cái cục này mình cứ sợ lộn thôi. Cục này nguy hiểm quá. Cục này xúc kiểu đấy nguy hiểm quá. Cục này đổ, đổ tư thế là. Đấy. Mình xúc kiểu này thì nó sẽ an toàn hơn là cái cục kiểu hồi kia các bạn. Xúc kiểu kia thì chỉ sợ nó trượt, nó đổ ra. Ôi trời ơi, ê, cục này thì bỏ hơi nguy hiểm nha. Mình cũng không biết bỏ cục này như thế nào đây. Nó cứ đổ bừa không được, đổ bừa cũng không đổ được các bạn. Đổ bừa nó sập thùng chết. Đây, mình chọn phương án lùi lại một tí, mình sẽ bỏ vào góc giấy thùng này. Không được rồi, rơi rồi các bạn ơi. Đấy, mình biết ngay mà. Rất là khó ăn, không đơn giản đâu ạ. Rất là khó ăn luôn. Bây giờ mình phải nhặt cục này lại. May là nó còn rơi xuống đường. Nó rơi vào máy thì ăn có nó mổ luôn. Rơi máy có nó mổ luôn. Đấy. Rất là khó ăn các bạn ạ. Khó ăn quá. Khó ăn này. Thôi thì vì chén chè vậy phải không xúc được ôi xúc. Bây giờ nhận được tiền rồi mà không lấy thì không được. Đây đây đó, này. Đó. Rồi mày chết với tao, tao sắp có 200k rồi. Đấy các bạn này, to tổ bố như thế này 200k. Phải mình nhận chỗ này thì ngon rồi. Mày này con, đây các bạn ơi. Đúng là lấy được tiền tiền hạ cực kỳ khó ăn luôn. Đừng lộn nha, lộn phát này nữa là hòa nhau đấy. Rồi, kinh nghiệm là ok các bạn ơi. Đó, xong quá vậy. 200k lượng lúa, 500k này. Rồi, bye bye. Rồi, ok các bạn ạ. Rồi, có vậy là xong. Bây giờ nghỉ. Cái giống này thì phải lấy tiền ngay các bạn ạ. Không lấy tiền ngay là không được. Đấy các bạn ạ. À, lăn được 3 cục đá khá là vất vả các bạn ạ. Mệt. 3 cục nó to nữa. Đấy, nhưng mà thôi thì cũng có được tiền uống nước các bạn ạ. Đây. Thì vừa xong thì xin phép được không được quay mặt kỹ thuật họ dấu đây 200k các bạn. Đây đúng rồi, biết ngay mà nó nhận hết rồi, nó chia cho mình mỗi 200k ảo vãi trưởng luôn, lần sau gọi méo làm luôn. Ok, video của mình xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy nhớ dành tặng cho mình lượt like, lượt đăng ký kênh, lượt chia sẻ để ủng hộ cho mình nhé. Xin thân mến chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần tiếp theo.